Nó bốn mấy cặp sáng giờ nè các bạn. Chiếc Yamaha 82 với chiếc 70 lút 100 lẻ, 70 tháng. Các rồi chuẩn bị xuống phà đi bến khác nha các bạn. Rồi, các bạn hãy mua cùng xem nha. Mấy trăm năm xuống máy nè các bạn. Thì 4 chiếc luôn á. Nghe luôn, nghe luôn. Ôi xe luôn. Thấy người ta cũng chỉ gặp hết. Thấy mình đây, thấy mình đây. Gà quýnh bản nhạc dây. Rồi, cái chân lẻ rồi. Thôi, cái đây quậy nè. Nhớ quậy đó luôn à. Cái 100 lẻ này của cái chú bé nhỏ ở bên xuôi bị mẩy chuỗi tay khô ơi nước bên xuôi chả ma nó chụp mẹ à. Cái này mình cứ quên vừa làm đặt đông ông để rồi mới quá nó là ngay mới làm cái bồn bồn lúa này các bạn đẹp đẹp lắm còn hai hai người đứng phía trước bồn ba nó tay quá nó chiếc 70 vừa lốt cùng theo mình xuống chẹt theo mình đi luôn nha các bạn. Rồi chiếc 70 Thái cũng theo mình đi luôn nha, có chiếc Yamaha về nha các bạn. Yamaha 82 về.
Dân. Hả? Hai chiếc, hai chiếc. Ba. Chiếc lạnh hả? Ừ. Đang chuyển đi nha các bạn, đang chuẩn bị còn 5-6 cầm thước nữa cũng tới rồi các bạn ơi. Sáng lại tiết quá trời nó điện luôn. Ai? 3-4 nước được. Sao? Lai trực tiếp đứa nào điện, đứa nào điện? Lai trực tiếp đứa nào điện, đứa nào điện? Hai chị em Thêm Ngọc. Hai chị em nó điện nè, Thêm Ngọc điện nữa. Điện nữa. Vậy đó hả? Quá trời điện. Má quá trời gậy luôn. Ghê dữ dằn ghê luôn ha. Nhóc luôn ha. Ừ. Ba bốn đứa luôn ha. Ai cho ăn à? Ừ. Ngày không cho sao? Cho nhịn thèm. Ừ. Nhớ nha. Mày nhớ nha. Tao đang quay nè. Nè. Sao đủ. Ai cho ăn ăn à? Ăn cho nhịn thèm. Miệng chơi vậy đó. Anh này là anh xàm nhất cái đội trưởng của đội mấy kéo mình. Anh xàm vua luôn nè. Vì danh tâm sàm luôn nè các bạn. À, đây cái ghe lúa đang lấy lúa hôm qua mình cắt nè các bạn. Hôm qua mình cắt bãi này nè. 50 công các bạn. 50 ha, 54 ní. 54 công á vậy. Ờ mình cắt thêm 4 công nữa mà. Ờ 4 công. Đó các bạn thấy lúa đẹp như mơ không? Đó coi kìa. Sạch không các bạn? Sạch mà lúa vẫn ok đàng hoàng nha các bạn. Sạch đẹp mà hài lòng cái túi bụng nữa nha. Cho vịt ăn nè các bạn.
trước chỗ ruộng đang đứng đó các bạn. Miếng này 19 công các bạn ơi, 20 lúc trước, 2-3 vụ trước mình chạy 20, giờ vụ này chạy lại còn 19 nữa các bạn. Cho bạn xem nha.